vỡ đập liên hoàn, ngập lụt khắp nơi, dân chúng oán than, nội bộ lục đục. Liệu có phải Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải trả giá cho đại dịch mà nó đã gây ra cho toàn nhân loại? Ngày đó sớm muộn cũng sẽ đến, bởi đang có một làn sóng thức tỉnh trước mối nguy hại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quy mô toàn cầu. Đông đảo dân chúng Mỹ đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa an ninh số 1 của họ. Người Úc đã bắt đầu nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là bạn mà là một kẻ lợi dụng. Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu đã bắt đầu nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người Ấn thì tẩy chay hàng hóa và đốt ảnh Tập Cận Bình. Tại sao thế giới có được sự thức tỉnh thần kỳ này? Liệu có phải đại dịch Covid đã khiến thế giới thức tỉnh? Câu trả lời nằm ở ngày hôm nay 20 tháng 7, chính là ngày mà đúng 22 năm trước, hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tay đàn áp trên phạm vi toàn quốc. Khi đó, thế giới không những thờ ơ và im lặng, mà còn vì danh lợi tiền tài cùng thị trường béo bở 1,4 tỷ dân của Trung Quốc đã ra sức tiếp máu cho Đảng Cộng sản Trung Quốc để nó có thể giàu mạnh như ngày hôm nay. Trong tình huống như vậy, hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không quản khó khăn và nguy hiểm để nói với thế giới về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, về sự bành trướng của nó thông qua sáng kiến một vành đai một con đường, về giấc mộng Trung Hoa chính là ác mộng của thế giới. Nhưng phải đến tận ngày hôm nay, khi Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới, một số lĩnh vực đã sắp đuổi kịp và chuẩn bị vượt mặt Mỹ, cộng thêm virus Vũ Hán đang gây họa loạn nhân gian và những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump trong 4 năm tại vị, thì thế giới mới bắt đầu nhận ra. Tuy có chút muộn màng nhưng chưa phải là chấm hết. Ngày 20 tháng 7 năm nay, sau 20 năm các học viên Pháp Luân Công kiên trì nói với thế giới về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì hầu hết người dân thế giới đã nhận ra và bắt đầu hành động. Tôi ở đây để phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức đã vi phạm tự do tín ngưỡng. Tôi nghĩ đây là điều rất tốt. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn khi việc chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc. Mục đích chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hủy hoại nhân tính, hủy hoại nhân loại. Tôi đã không nhận ra điều này. Tại Mỹ chúng ta có tự do tín ngưỡng, vậy nên tại những quốc gia cần tự do tín ngưỡng, chúng ta nên giúp họ. Nhưng sự kiện như thế này đã được tổ chức tại rất nhiều nơi trên thế giới, từ Mỹ tới Canada, từ châu Âu sang châu Úc, từ New Zealand đến Singapore. Nơi đâu họ cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. Có nhiều thảm họa xảy ra trên khắp thế giới và đây là một trong số đó. Nếu chúng ta muốn thế giới tốt đẹp hơn thì trước tiên chúng ta phải nhận ra điều này. Trong suốt 20 năm qua, bắt đầu từ năm 2001 đến năm 2021, năm nào các học viên Pháp Luân Công cũng tổ chức meeting như thế này. Họ kêu gọi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc ngừng ngay việc đàn áp tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc đại lục, đồng thời thức tỉnh người dân thế giới về bản chất của chính quyền này. Hôm nay, người dân thế giới đã có dịp nhìn lại hành trình này. Họ đã nhận ra, đã ủng hộ và bắt đầu hành động. And you try to assist them, America, as best we can, you know, because we're supposed to be a Christian nation and freedom of religion, so any other country that needs freedom of religion, we should support. Falun Dafa practitioners have hosted this parade every year since 2001. Each year, they're stronger.